cái nhà này rất thì là khi mình đứng trước mặt cái ngôi nhà này là của ông kêu ông gì anh biết không? Một phần nữa là dạ, ông Quanh. Ông Quanh hỏi Quanh Nguyễn Hữu. Nguyễn Hữu Quanh là dòng họ Nguyễn Hữu là đúng rồi cái. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ là nguyên một cái dãy này là của bà con dòng họ hết luôn. Dạ, không? Dạ. Ở đây là ngày xưa cái cụ ở đây là cái tràng kỹ này bên đây là anh thấy chắc cũ nè, còn cái ấy giữa sao không biết có trùng tu lên sửa lại không? Nó trùng tu 6 tỷ thì chắc cũng phải sửa sang cho bay rất là nhiều. Thì cái nhà này đã công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh hay cấp quốc gia anh? Anh như thấy là cấp quốc gia không? Đây là phía trước cái ngôi làng cổ của xã Thành Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Phú xe từ từ để cho cô chú anh chị xem. Đây là những cái hàng rào ngày xưa, cái cổng cửa pháp và những cái lưới B40 vẫn còn nguyên. Tuy rằng năm tháng nó có siêu vẹo nhưng mà nó vẫn chưa có gì hết. Ở đó là hai ba cái rồi, bốn cái, đây là cái thứ tư và đây là cái thứ năm. Cái thứ năm á thì chú thấy có cái lối kiến trúc chắc là chủ nhân có lẽ là đã trùng tu lại, nhìn thấy cái màu sơn rất là mới và những cái hoa văn ở trên những cái cây trụ cột nè vẫn còn nguyên theo năm tháng. Cái này hàng rào này em nghĩ là có trùng tu lại nè, màu sơn mới nè. Dạ Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang đứng ở trên một cái con đường. Ở đây là làng cổ của Thanh Phú Long, một dãy nhà cổ là một cỏ cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, năm cái nè. Phú hôm nay tới đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết ở xã Thanh Phú Long có một cái dãy nhà cổ trên 100 năm hết và cái nhà trước mắt của Phú là cái nhà này đã xuống cấp trầm trọng rồi. Cái ngôi nhà này xuống cấp, có bà cô sống bên đây nè. Bà cô sống bên đây. Ừ, có bà cô sống bên đây. Tiếc quá ha. Cái này sống đây cũng khá nguy hiểm. Không có sống, không bỏ cái này bỏ anh. Bỏ luôn. Nói chung giờ trùng tu quá nặng rồi, giờ không có còn dụng cụ gia đình, chắc có người sinh sống. Có bà cô bên đây. Bà cô bên đó đó. Bây giờ mình qua đây, mình đi qua bên cô trước đi. Không là giờ cô dắt vô mà tự nhiên là mình chạy qua đây kỳ lắm. Đây là cái kiến trúc của cái ngôi nhà cổ đã được công nhận là di tích lịch sử ở xã Thanh Phú Long quý vị. Con cảm ơn cô. Đây là bên hông dạ con chào chú ạ. Dạ tụi con ở bên thành phố xuống
từ bên có người Đồng Dương, cũng có anh ở bên Long An, thì tụi con làm một cái phóng sự về cái YouTube, về cái giới thiệu về những cái ngôi nhà cổ, những cái di tích lịch sử hay là đó, thì tụi con xin phép quay một cái đoạn video để gửi đến cái quý chú khán giả giống như ở trong nước ở ngoài nước để tham quan những cái video đó, đúng không anh Trinh Dục? Ở đây gọi là giếng trời nè ha. À đúng rồi. Cái... bốn phía tụ lại giống như chư khẩu ấy, để hứng nước mưa luôn. Có máy nước nè, lấy ánh sáng gió thổi rồi. Cái ngôi nhà này thì đã trùng tu lại rồi. Chúc mượn anh chủ anh chia sẻ lại. Phải nói nhất là may mắn khi được cái anh đây ạ, cho phép vào. Thật sự rất là may, còn cái gì xuống là chỉ ở ngoài cũng không vào được. Rồi này sẽ còn mát. À, nhà mình thì đẩy để cho anh mở cửa ra ấy cái đi. Cái đó mình không biết, tại cũng không phải chủ nhà. Dạ. Cái đó là mình không biết. À. Dạ dạ. Dạ dạ thì anh cứ ngoài đi. Còn cái về lịch sử là và có thể chia sẻ chú biết về lịch sử của nhà của mình được không? Có từ thời nào và xây dựng được năm bao nhiêu rồi? À, có thể xây năm nghe nói năm 1809 mấy đó. Dạ. 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 Cái tỷ sử này mình không rành. Dạ. Là anh là vừa một người bạn người bạn vừa coi giùm. Dạ. Dạ. Cũng rất cảm ơn luôn, chứ còn đi xa xôi xuống đây mà không vào được là thấy đáng tiếc. Tại vì ngôi nhà này thực sự mà nói là khi mà đứng ngoài là nhìn vào thấy cái kiến trúc mà nó rất là đẹp luôn, còn khan hiếm. Những cái cột cây kèo ở đây được chạm trổ rất là tinh vi ha anh. Thì cũng rất là may mắn khi được anh đây đây là cho phép vào ngôi nhà để quay vào đây xuống không có ở coi như đi cũng trong nó khi quay từ ngoài vào, khi quay từ trong ra là cái đường mình ra ngoài này quay xuống vào bên trong thì nó ha dài buổi và nó rất là chắc hơn trăm năm rồi. Mọi người có thể chạm những hoa văn chưa rất là đẹp và những cái bức cửa thì ở đây là người ta có làm cái gọi là cái này là chống trộm nè anh. Cái này mục đích cái cửa này là chủ yếu là để cho mát thôi chứ không có gia vô được luôn rồi. Chống trộm hay được không? Không gia vô được đâu. Có bộ này chỉ có cửa này ra vô được nè. À ở đây người ta phá chết luôn rồi. Nếu mà đúng ấy là ở đây người ta làm cái bản lề đúng không? Đây có bản lề nè. Cửa này ra vô được nè. À. Là ở đây là hai lớp cửa. Hai lớp cửa. Rồi những cái hoa văn ở trên đó à. Còn nguyên luôn đó. Cái gỗ là người ta đục đẽo. Trạm trổ rất là tinh vi. Thì con xin phép quay rồi thì sử thì chú là cái ngôi nhà này là của ông kêu ông gì anh biết không? Một phần nữa là ông Oanh. Ông Oanh hỏi Oanh Nguyễn Hữu. Nguyễn Oanh là dòng họ Nguyễn Hữu là đúng rồi cái. Dạ đúng rồi. Dạ là nguyên một cái dãy này là của bà con dòng họ hết luôn. Dạ, không? Dạ. Ở đây là ngày xưa cái cụ ở đây là ngày xưa có làm giữ chức cái gì ở cái vị trí này không anh ha? À cũng không biết nữa. Dạ. Theo như em biết á là ở đây á có Xu Gia với lại nhà cổ Đốc Phủ Hải ở dưới á. Đốc Phủ Hải. À Gò Công. Dạ, hiện tại thì không có người cũ nóng rằng. Nên là dạ. Không có cảnh sát được. Dạ cái nhà mình lãnh thôi. Thì bữa hổm em có tới một lần rồi em cũng xin nhưng mà có anh nào đó nói cho quay vòng ngoài rồi em mới qua bên nhà ông chú kia thì cũng ngồi nói chuyện lâu lắm.
cũng em quay không được, em cũng đi về. Thì bữa nay không biết sao mà anh em đi ngang, có dịp ngang đi ngang đây, giờ em mới chực nhớ lại cái giải mà mới vô xin quay. Những cái bàn này là bàn cũ luôn hả anh? Bàn hồi xưa. Tuy là cũng không có được nhiều thông tin về cái ngôi nhà cổ, nhưng mà vừa học qua thì là một cái sự duy gặp thì có thể là từ xưa giờ. Cái tràng kỹ này bên đây là anh thấy chắc cũ nè, còn cái ấy giữa sao không biết, có trùng tu lên sửa lại không? Nó trùng tu 6 tỷ thì chắc cũng phải sửa sang cho bay rất là nhiều. Thì cái nhà này đã công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh hay cấp quốc gia anh? Cấp quốc gia không? Thì như là giải nhà ở đây là chỉ có cái nhà này đúng không? Còn bên kia là ta tự bỏ tiền sửa. Dạ. Nhưng mà về cái khu nguyên nhà, về cái độ rộng và cách bố trí nhà, mình thấy rất là hay. Nó mỗi nơi, mỗi ngôi nhà có những cái là cái cấu tạo ngôi nhà thì nó khác khác nhau. Cái ngôi nhà này rồi, đặc biệt cái là anh thấy này, thường thường đó là bằng cây phải không? Này người ta làm bằng bê tông luôn đó. Nè. Cũng có thể sau này người ta sửa lại anh. Tại vì sửa lại những cái tấm này có thể là cũ nè, nhưng mà còn này khi người ta đắp lên ta sẽ sử dụng gạch đây. À, nếu gạch lót ở đây có thể là nó nguyên bản nha, ha, gạch này đây nè, và ở trên đây là đó. Em nghĩ chắc có lẽ là sơn lại thôi, chứ cái gạch này là gạch cũ nữa. Có thể là gạch cũ, tại vì nó theo cái đường chỉ luôn của dưới trên nền nhà luôn nè, nó thẳng lên luôn nè. Ngôi nhà này là rộng tầm bao nhiêu mét vuông anh? Cho em thấy là rất là rộng luôn. 450 mét vuông. Trời ơi, nửa sào miền Nam hả? Đúng rồi, mình là gọi nửa sào rồi. Anh thấy đặc biệt hai cái này không? Đúng rồi, 20-25 là 450. Hai cái này mình gọi là hai cái gì vậy? Chương đề. Chương đề. Hai chương đề bằng cặp rộng luôn. Những cái bộ tràng kỹ này có, em thấy cái này sao nó mới rồi, có làm cũ hết à? Là những cái này cũ hết. Theo thời gian cái nhà này thì giờ em thấy đồ đạc còn không nhiều bằng những cái ngôi nhà khác. Ngày hôm qua em đi làng cổ Đông Hòa Hiệp, cái nhà có nhà đồng cũng nhà Ba Đức, nhà ông Sót, nhà ông Võ, nhà ông Tòng thì vô hỏi rồi con cháu đi gì đó. Em thấy là cái con này cũng cấp tía thôi. Cấp tía này bằng ngọc hả? Cấp tía bằng ngọc hả? À, ở đây là cái khu viên của cái gian nhà sau, là như mình cũng làm là cái phòng đúng không anh? Những cái hoa văn này là hồi xưa luôn anh. Nước sơn còn nguyên luôn, rất là đẹp luôn. Ở đây thì phía này thì đã có trùng tu lại rồi. Thường thường em thấy cái sân thiên tĩnh đó người ta để trống, mà cái này làm cái hồ ha. Đã được rồi, để chiếu nước cũng hay. Thường là để trống nhưng mà để lưu thôi, xung quanh để lưu. Nhưng mà thật ra cái khúc này nó cũng nhỏ quá, nên là làm hồ là mình nếu mà đưa vô dẫn tiện.
nhà rộng hơn 400 m², 450 m². Cái nhà này chắc cũng cỡ bằng cái nhà của Đốc Phú Hải. Diện tích á to á, nhà này cũng to á. Cái diện tích cỡ đó, đó. Cái diện tích ông Đốc Phú Hải bữa là chủ chợ mà nhà ông Đốc Phú Hải cũng bự. Đây là khu sinh hoạt như là những giếng trời. Giếng trời hả? À, phía trước là ví dụ như là tiếp khách thời cúng. Bên đây là ví dụ sinh hoạt, sinh hoạt của gia đình. Còn ở đây là gọi là giếng trời. À, đầu bể nước mưa. Tiếp là mình có muốn gặp cái vị chủ nhân ở đây để mà hỏi muốn rõ hơn về cái lịch sử của nhà. Thêm một cái phần nữa để thông tin cho cả nhà xem. Tại đa phần báo chí cho mình là ở cái khu gọi là ở đây gọi là Thanh Long hả? Xã Thanh Phú Long. Thanh Phú Long là thường là đi nghe gọi là có một tòa nhà cổ chúng ta cũng không có biết rõ luôn. Không có biết rõ gì. Ở phía sau có rất là nhiều cây cột thì nó rất là chắc. Những cái cây cột này là cũ rồi phải không anh? Mình chỉ thay lại những cái cây mới là mình dòm thấy thôi. Qua đây là cái nhà sau ngôi nhà có thể là nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ hoặc là ăn uống của mình. Nhìn ở ngoài rất là đẹp nha. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi theo chân mình đi ra ngoài đây để nhìn xung quanh cái ngôi nhà. Mình khu từ nhà dưới nè dậy lên nhà trên nè, rất là rộng luôn. 40 thước á. 40 thước hả? Thì cũng khoảng 35-40 ở đây đó. À, cái nét của nhà cổ bên này và bên này nó cũng ná ná nhau, nhưng mà bên này là giống như một cái nhà nó đã xuống cấp cũng rất là hơi nặng rồi, nên cũng chưa có một cái lần trùng tu nào. Cứ đi bình thường em không cần phải cúi đâu. Đây là cái phần góc mình đứng nghiêng bên góc trái nhìn qua về cái mặt bộ mặt của ngôi nhà thì mọi người thấy là rất nổi bật về những hoa văn kiến trúc và trên mái. Mái này, cái kiến trúc này là cái kiểu thời Pháp. Đúng rồi. Những cái mặt tiền ngoài đây cũng phải, ở trong thì cột mà ở ngoài là tường của Pháp. Cái này là ba gian hai trái. Thiếu ra ngoài chục. Bên đó có rất là nhiều nhà cổ. Thì qua bên đây thì một cái nhà này rất thì khi mình đứng trước mặt ngôi nhà là tổng thể luôn, một cái diện tích, một cái gọi là cái mặt tiền luôn. Mặt tiền của cái ngôi nhà này rất là độc đáo. Nhìn khá là đẹp á, thiệt luôn á. Khi mình quay gì là buổi trưa nắng, đang bây giờ là cũng là quay trưa gì trưa vậy đó. Và mình nhìn cái góc cạnh này đó là nó chỉnh luôn á. Để như quần quần nghe cũng được cái ngôi cái hồi này và xuống này và tí thì đi cả đám con xanh. Có cái một khoảng gần 20 m ấy mà nè. Đây là cái mé bên hông bên đây của cái ngôi nhà thì Phú thấy là ở dưới đây có những cái gì đây. Phía đây là giống cái hồ nước đó. Chắc có lẽ ở đây là cái hồ nước để cho gia đình sử dụng nè.
ngày xưa thì cái nước ngọt ở đây rất là khó khăn, cho nên gia chủ người ta xây một cái hồ thật là lớn và chứa nước để sinh hoạt cho gia đình mình. Phía bên kia cũng là một cái ngôi nhà cổ của ông chú mà mình lúc trước cũng đã từng vào xin chú ấy nhưng mà chú ấy đã từ chối. Ở đây cái nền nhà thì rất là cao, được bậc đá. Cái sân này nè, hồi xưa ở trên đây người ta để những cái chậu kiển. Chậu kiển hả? Chậu kiển. Chậu kiển. Chậu kiển. Ủa cái có cái mộ chính giữa sao dòm thấy ngộ ngộ quá ta. Nhìn ngôi nhà thấy lên hình ảnh Bailey luôn. À cái mộ này cũng mất năm 2006 mà. Nhưng mà đắp khu điêu lão quá ha. Đây là con rồng, của con phụng. Mộ của bà. Đây là toàn cảnh cái ngôi nhà mình đứng mấy bên góc này. Mình quay qua mấy bên kia là một dãy nhà cổ của làng nhà cổ của Thanh Phú Long. Dạ cái video á chia sẻ về cái ngôi nhà cổ công nhận là di tích lịch sử á thì tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn vào clip sau. Ở đây Phú quay sơ cái mặt hiện đây cho cô chú chị xem.